Lưu Hương Giang hy sinh sự nghiệp đẻ con cho Hồ Hải Anh được chấm đáp lại bằng bức thư ngôn tình. Lưu Hương Giang, nữ ca sĩ tài giỏi của Vbiz và cuộc hôn nhân sóng gió với Hồ Hải Anh. Là nghệ sĩ nổi bật với sự nghiệp thành công, Lưu Hương Giang được nhiều khán giả yêu mến. Đặc biệt bên cạnh đó, cô còn gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng nhạc sĩ Hồ Hải Anh. Lưu Hương Giang là nữ ca sĩ từng tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Sau đó cô còn tham gia hoạt động nghệ thuật với nhiều ca khúc gây ấn tượng với công chúng. Ở hiện tại, sức hút của Lưu Hương Giang vẫn còn. Thêm vào đó, cô ngày càng trở nên thăng hoa hơn khi có nhan sắc ngày càng mặn mà, cùng gu thời trang tinh tế, thanh lịch không kém phần quyến rũ. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lưu Hương Giang may mắn sinh ra trong cái nôi có tình yêu với nghệ thuật được truyền từ đời bố mẹ. Bố cô là nhạc sĩ Lưu Mạnh Cường, mẹ là ca sĩ Thanh Hòa. Vì vậy nên từ nhỏ Hương Giang đã tiếp xúc và yêu thích âm nhạc. Cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Trong suốt thời gian còn ngồi ở ghế nhà trường, cho đến sau này lớn lên thì Hương Giang cũng đi theo con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 2004, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Tuy không thể chinh phục ngôi vị quán quân, nhưng Lưu Hương Giang cũng đã tạo được những thiện cảm cho nhiều người hâm mộ. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục vẽ nên ước mơ của mình bằng việc bắt tay với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ra sản phẩm âm nhạc thu hút như album Tôi Là Lưu Hương Giang, Cải Bắp Và Chuyển Động. Sự kết hợp ăn ý cùng với Hồ Hoài Anh không chỉ trong công việc mà còn trong cả chuyện tình cảm. Cả hai phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp sang người yêu và sau đó là vợ chồng. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cùng ngồi ghế nóng của cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí 2013, 2015, 2018, 3 lần đều có học trò giành quán quân. Đúng là đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Sự uy tín và kinh nghiệm về âm nhạc của cả hai đã giúp rất nhiều cho các học trò của họ và đưa chúng đến với chiến thắng. Có một khoảng thời gian Lưu Hương Giang vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt bởi vì theo như chia sẻ của nữ ca sĩ thì cô tập trung vào việc kinh doanh. Trước đây cô được mệnh danh là nữ doanh nhân kín tiếng vì không lộ diện mà chỉ đứng sau âm thầm hỗ trợ cho việc thành công của một tập thể. Sau này Lưu Hương Giang xây dựng một trung tâm thẩm mỹ viện hợp tác với bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu của Hàn Quốc. Lưu Hương Giang không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn có ngoại hình đẹp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ sau khi sinh con đầu lòng, cô nàng đã sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại dù đã là mẹ hai con nhưng nhan sắc của Lưu Hương Giang không khỏi khiến fan hâm mộ suýt xoa. Cô thường xuyên đăng tải những clip đời thường với nhan sắc đỉnh cao, những clip cô đăng tải về hai cô con gái. Nhưng sự tập trung của người xem lại va vào khuôn mặt xinh đẹp mặn mà, vóc dáng chuẩn của người mẹ. Không những thế, nữ ca sĩ cũng chú ý rất nhiều đến phong cách thời trang và lối sống. Hướng tới hình ảnh một người nghệ sĩ đa năng, mang lại nhiều sản phẩm âm nhạc thực thụ đến với khán giả. Những điều đó thể hiện được trách nhiệm của người đẹp với khán giả. Lưu Hương Giang cũng là một trong những ca sĩ đi lên bằng năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm. Cô nàng trung thành với phong cách âm nhạc mình lựa chọn, nói không với việc đi theo trào lưu. Chuyện tình gần 2 thập kỷ của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh vốn có duyên với âm nhạc nên sau này cái duyên ấy vẫn cứ đi theo Hương Giang, chồng của cô và gia đình chồng, cũng như là những người có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Việt. Được xem là cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz, cặp đôi vàng của làng nhạc Việt hay được trêu ghẹo là cặp đôi giang hồ, chính là cách mà người trong nghề lẫn người ngoài nhìn vào Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Cả hai kết hôn vào năm 2009, cả hai có với nhau hai cô con gái là Mina và Misu. Vì có cùng độ nổi tiếng và công việc cũng rất nhiều, đặc biệt Hồ Hoài Anh đang đảm nhận vai trò nhạc sĩ giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nổi tiếng, thế nên nữ ca sĩ chọn cách lui về sau làm người hậu thuẫn cho chồng và chăm con. Để giữ được cuộc hôn nhân và người khác nhìn vào thấy họ hạnh phúc, Lưu Hương Giang đã là người rất tinh tế và giỏi giang, để người đàn ông cảm nhận được rằng dù đi đâu thì vẫn muốn quay về với gia đình mình. 13 năm với cuộc hôn nhân của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang khiến bao đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ. Cả cô và chồng đều không thường xuyên chia sẻ rầm rộ về cuộc sống gia đình, nhưng khi đăng tải đều là những khoảnh khắc mà ai nấy cũng phải ghen tị. Hai người được xem là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì trong showbiz Việt. Lưu Hương Giang ngày càng trở thành người vợ đằm thắm, xinh đẹp, khéo léo, còn Hồ Hoài Anh thì luôn chăm sóc, quan tâm vợ cho dù trên thảm đỏ hay trong gia đình. Trong cuộc hôn nhân nào cũng có những sóng gió, cho dù nó đẹp đẽ đến đâu cũng không tránh khỏi những thử thách của cuộc đời. Vào năm 2019, vợ chồng Lưu Hương Giang dính nghi vấn ly hôn. Đại diện của cả hai đã xác nhận hai người đã bí mật ly hôn, tuy nhiên họ vẫn chung sống với nhau. Đây được xem là tin tức ồn ào trong khoảng thời gian đó. Những lúc mọi người biết tin cũng là lúc cả hai đã đi qua những chuỗi ngày giông bão và hiện tại đang rất hạnh phúc. Ngay sau khi làm dậy sóng Vbiz với tin đồn ly hôn, Hồ Hoài Anh đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài đính chính thông tin lên trang cá nhân.
Anh cho hay mình và bà xã vẫn hạnh phúc và chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả hay những người yêu mến cặp đôi. Thời điểm đó, đại diện của Hương Giang cũng cho biết tin tức ly hôn của cả hai đều là sự thật, nhưng hiện tại họ vẫn bên nhau hạnh phúc và cùng chăm sóc cho hai cô công chúa xinh đẹp ngoan ngoãn của mình. Lưu Hương Giang cũng cho biết chuyện đời sống vợ chồng có lúc xô bát xô đũa là chuyện bình thường, bởi hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đẹp mãi. Chuyện vợ chồng cô ly hôn đã diễn ra khá lâu nhưng bây giờ mới được khơi lên, nên đã gây hiểu nhầm cho nhiều người. Từ câu chuyện của mình, Lưu Hương Giang cũng gửi lời khuyên nhủ tới khán giả rằng không nên quá mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Lưu Hương Giang chia sẻ, chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi. Tôi cũng không muốn gánh trên mình một cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, êm đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm. 3 năm kể từ ngày chấn động ấy, cặp đôi vẫn hạnh phúc và không có dấu hiệu rạn nứt thêm một lần nào nữa. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình. Đây là cái kết đẹp mà bất cứ vợ chồng nào cũng muốn hướng tới sau những cuộc cãi vã. Sau khi hàn gắn, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng. Còn nhớ năm 2020, sau khi gương vỡ lại lành, Lưu Hương Giang hạnh phúc khoe món quà được ông xã tặng nhân dịp ngày 8 tháng 3. Đó là chiếc nhẫn giá trị theo đúng ý thích của nữ ca sĩ, nhưng khiến cô xúc động hơn là bức thư tay của chồng. Người ấy không mấy khi viết thư tay mà một hôm trái gió trở trời lại nhận được bức thư sau ngần ấy năm. Nhìn thế này là biết bao nhiêu yêu thương nằm ở đây hết rồi. Mẹ thích chiếc nhẫn này lắm, cảm ơn món quà 8 tháng 3 của bố. Giọng ca đừng bảnh lại ngập tràn hạnh phúc. Những lời nhắn nhủ yêu thương của Hồ Hoài Anh được viết nắn nót và đầy trân trọng được gửi tới bạn đời. Anh nhắc đến chuyện buồn hôn nhân nhưng qua đó đã thể hiện tinh thần lạc quan khi cả hai nhận ra được sự quan trọng của đối phương và không thể sống thiếu nhau. Hồ Hoài Anh sinh ngày 4 tháng 3 năm 1979, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 13 tuổi, Hồ Hoài Anh sang Nhật tham gia Festival Âm nhạc Thiếu nhi Châu Á Thái Bình Dương. Năm 18 tuổi, Hồ Hoài Anh đạt giải nhất cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 1998. Hồ Hoài Anh bắt đầu ghi dấu ấn trong giới âm nhạc Việt bằng những ca khúc trữ tình rất được mến mộ như Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Yêu Muôn Màu, Tiếc Nuối, Cô Gái Tự Tin. Anh giành được giải nhạc sĩ được yêu thích nhất tại làn sóng xanh 2005 và giải Mai Vàng năm 2006. Sau này, Hồ Hoài Anh cũng rất thành công trong vai trò là giám khảo cho nhiều chương trình game show như đội trưởng chương trình trò chơi âm nhạc, giám khảo Việt Nam Idol 2008, giám khảo Sao Mai Điểm Hẹn 2010, The Voice, Giọng Hát Việt 2019, Sing My Song mùa 2 và huấn luyện viên của Giọng Hát Việt Nhí cả 3 mùa. Thời gian gần đây, anh tiếp tục khẳng định được danh tiếng trong vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình đình đám King of Rap mùa 1. Lưu Hương Giang nói về sự vắn mặt của Hồ Hoài Anh, biết ơn nam nhạc sĩ nhưng muốn tự bước bản đôi chân của mình. Việc Hồ Hoài Anh không có mặt tại sự kiện tái xuất làng nhạc sau nửa thập kỷ của Lưu Hương Giang được nhiều người quan tâm. Mới đây, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang vừa có buổi ra mắt dự án mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cô giới thiệu 3 ca khúc Mất Anh, Em Tìm Lại Thấy Chính Mình, Cô Đơn Đôi Khi Cũng Là Cần và Em Không Sao Đâu. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm vắng bóng, nữ ca sĩ quay trở lại làng nhạc Việt. Tại sự kiện, Lưu Hương Giang hy vọng dự án của mình sẽ chữa lành cảm xúc cho những người không hạnh phúc trong tình yêu, đang cô đơn sau những cuộc tình. Cô tự sự: thường người ta sợ hãi sự cô đơn nhiều hơn là tận hưởng nó. Đôi khi tới độ tuổi nào đó, người ta sẽ thấy ung dung, tự tại. Giang hình dung một mình đi đến vùng đất nào đó xa xôi, làm bánh, pha trà, cắm hoa, tự mình tận hưởng mà không phụ thuộc vào người khác. Trước câu hỏi về việc liệu bản thân có từng trải qua tổn thương để phải tự chữa lành, nữ ca sĩ cẩn trọng chia sẻ: khi cuộc đời mỗi người mà mình cứ muốn gạt đi hết tổn thương, nỗi buồn, chỉ giữ lại hạnh phúc thì mình chưa hiểu hạnh phúc đích thực là gì. Giang nghĩ với những người phụ nữ ở tuổi của mình đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì tự bản thân mình nghiệm ra sẽ thấy nếu không có quãng thời gian đấy thì làm sao biết trân trọng hạnh phúc. Chính Lưu Hương Giang cũng thừa nhận rằng bản thân không thể né tránh những thắc mắc hay sự suy diễn của khán giả giữa ca khúc và chuyện đời tư hiện tại. Cô cho biết mọi thứ chỉ đúng một phần và mong khán giả hiểu đúng nghĩa của dự án. Nếu tôi nói không thì nó không đúng, nhưng tất cả cũng không phải. Cái thú vị nhất của nghệ sĩ là họ viết nhạc từ những thăng trầm, vui buồn của mình, rồi họ phát triển nó để mọi người nghe có thể thấy mình trong đó. Do đó, cá nhân hóa sáng tác cũng không hay, nó chỉ là gốc rễ để làm nguồn cảm hứng sáng tác. Giang muốn dùng âm nhạc của mình để chữa lành, mong nó được hiểu đúng nghĩa. Sự vắng mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong lần ra mắt dự án lớn của Lưu Hương Giang cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Không chỉ vậy, sản phẩm mới của nữ ca sĩ kết hợp với nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ thay vì bóng dáng của Hồ Hoài Anh như trước.
Về điều này, giọng ca đừng ngoảnh lại khéo léo trả lời. Câu hỏi này tôi thấy tất cả các máy quay giơ lên. Giang nghĩ khi mình mời mọi người đến đây thì chắc chắn tôi đã rất tự tin để ngồi đối thoại. Chữa lành là khi mình nhìn thẳng vào sự việc, đối mặt với mọi thứ nhẹ nhàng. Tôi biết chắc mọi người cũng sẽ hỏi câu này. Sau nhiều năm làm nghề, gần đây tôi mới phát hiện sự thích thú nhất trong âm nhạc chính là tự viết nên những ca khúc giai điệu cho mình. Bởi vì người hiểu mình nhất không ai khác chính là bản thân của mình. Mọi người cũng đã yêu mến hình ảnh của tôi cũng như anh Hồ Hoài Anh trong một khoảng thời gian rất dài. Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người dù có bất kỳ chuyện gì thì tôi vẫn rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ các quyết định của mình. Trong lần này tôi muốn mình sẽ tự bước bằng đôi chân của bản thân, tự mình khám phá hết khả năng để xem mình làm được đến đâu. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi cũng sẽ rất vui. Trước đó, ồn ào đời tư xảy ra vào giữa năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của Hồ Hoài Anh. Thậm chí nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của anh cũng bị lung lay. Sau khi trở về Việt Nam, nam nhạc sĩ gần như biến mất khỏi làng giải trí. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang cũng chưa từng một lần nhắc tới hay đăng tải bất cứ hình ảnh nào của chồng kể từ sau scandal.